cái súp 330 nhé. Con này của Muzen là Calib THX kìa. Con này 330 úp đất nha. Con này cao kê thì anh em khỏi nghĩ luôn này. Đây, thử hương hơi đằng sau kìa. Hai độ xung hơi này. Tất cả chức năng hoạt động ok nhá. Đây, tắt này. Con này em đã dán lại thùng nhá. Thùng hơi xấu nên dán lại tỉ can này, đen này. Anh em có thể theo tai nghe và nghe nhá. Đây là cổng trên này, hai cổng out này, dưới hai cổng in này, có thể cắm loa âm ly vào đây này và ra phát ra loa này. Em test ok hết nha. Đeo tai nghe và nghe nha. Đây để em lật úp ngược lại nha cho anh em xem nha. Lật chuyển lại. Đây. Con này chân cao su rồi này, chắc cực kỳ chắc chắn này. Okay.